Sau đây là kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 10 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8, 8. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9820, 6388, 8249. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4082. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 81180, 74694, 67087, 35755, 10132, 21280, 02542. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 41705, 18379. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70433. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77703. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 370800. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 370800.